tánh. Trong giáo lý Đại Thừa không có Phật cũng không có ma. Giác ngộ tức là Phật, mê chính là ma. Phật và ma là ai? Ở đâu? Ở trong tâm ta. Tâm ta nhất niệm giác là Phật xuất thế. Nhất niệm mê, ma liền đến. Chúng ta học Phật muốn thành tựu ngay trong đời này, muốn giảng sanh ngay trong đời này, ta không thể không có nền tảng. Tuyệt đối không được lơ là nền tảng giáo dục. Chúng ta xem tiếp bên dưới. Thiện có thể sanh diệu quả, sanh dư thiện nên gọi là căn. Thiện có thể sanh diệu quả. Diệu quả tức là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc thuần tịnh thuần thiện, tâm hiện thực biến. Nó xuất hiện như thế. Nếu tâm ta bất thiện, hành vi bất thiện, làm sao đến đó được? Bộ kinh Vô Lượng Thọ này chính là Phật A-di-đà phương tiện tiếp dẫn lục đạo chúng sanh trong tất cả cõi nước chư Phật khắp biến pháp giới, hư không giới. Phật dùng kinh này để dẫn dắt. Chúng ta học kinh này phải suy nghĩ tường tận. Trong kinh này nói điều gì ta làm được, điều gì chưa làm được. Kinh văn nào tương ứng với tâm hành chúng ta, kinh văn nào không tương ứng. Tương ứng thì duy trì, không tương ứng thì phải thay đổi. Đây gọi là tu hành chân chánh. Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, cổ nhân chế diệu chúng ta. Hét khang cổ họng chỉ uổng công. Phải biết rằng miệng niệm Di Đà, tâm là Di Đà, tâm phải thiện mới được. Trong tâm không có Phật Di Đà, miệng niệm Di Đà cũng vô ích. Không thể không biết điều này. Tuy nói pháp môn này giảng người tu, giảng người giảng sanh không sai. Đại sư Thiện Đạo nói như thế. Lúc tôi ở Đài Trung, thầy Lý nói với tôi, thầy không nói ai khác mà nói liên xã ở Đài Trung, liên hữu của chúng ta. Liên hữu rất nhiều, nhưng thực sự giảng sanh chỉ 2-3 phần dài. Trong liên hữu, một giảng người niệm Phật chỉ có 2-3 người giảng sanh. Nguyên nhân là gì? Thiện căn rất quan trọng. Có thiện căn không ai không giảng sanh. Không có thiện căn thì trong đời này chỉ trồng hạt giống vào A Lại Gia Thức. Có lợi, không phải không có lợi, nhưng đời này không thể giảng sanh, vẫn tiếp tục trôi lăn trong luân hồi. Phải hiểu đạo lý này.